Chứ học sáng làm chưa tiếp xúc ở đây sáng đúng không? Chị ra cổng sao lấy hàng cho anh Hùng giùm em nè. Mấy tiền nó đưa giùm em thì cái gì mà. Lao rồi đi. Dạ, không. Không có thời gian hay không?
Em làm à? Anh đi ra ngoài có việc à anh đang đó. Sáng nay hơi đau. Tiền chi đó anh? Là không nhờ em chi đó. Em thấy. Xíu nữa anh đang đó. Nhờ ý là có việc gấp không? Xíu rồi nha. Yeah.